Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Tỷ số nhân loại chết ngày tận thế do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Đêm nay ta hỏi tiếng gọi ở đâu, ở tại đỉnh đầu thất sơn sơn biểu. Bao người quy tụ chăm chú cơ màu, xuống địa huyệt sâu thấy chi để nấy, chỉ cơ ta thấy ta đậy lại liền. Kết thúc không hiền trời biên đặng sử. Tới ngày phải giữ kho báu của trời, ở trong tâm thời lưu ly bạch ngọc. Thân này cực nhọc trí sáng như như, tâm chẳng ác ư lòng là hoài bảo. Giờ này nói đạo nói giáo nói thơ, nói cho đợi chờ trần nhơ bị hủy. Chỗ nào ta chỉ thế kỳ không nhầm. Đi đứng không lầm có thần dắt dẫn. Dáng về tinh tấn cố vấn lòng mình, xuống huyệt đặng nhìn huyệt tinh huyệt điện. Huyệt kia xuất hiện quý báu của tài, chừng dã làm hai rồi trò sẽ thấy. Rừng xưa cạm bẫy khổ khắc dáng đi, lãnh lệnh huyền vi lãnh thì đức cậu. Dáng đi nói dấu nguyện thấu mấy từng, gần hơi chấn hưng dáng mừng nghe đạo, thất sơn ta dạo năm núi ta băng. Thầy đã ngồi hàng trò đi từ bước, thấy gì hiểu được ta phải nín câm, chớ quỷ nó tầm chớ ma nó kéo. Thấy rồi dáng khéo không méo không tròn, thì đá mới còn ngày sau ban thưởng. Phật kia dung dưỡng hóa phép tiêu tan. Trong điện trong hang ngày sau ngà ngọc. Những gì săn sóc nhìn thấy rõ ràng. Sau hóa thành vàng lập làng Phật Pháp, điện cơ ta gặp ta sắp cất đi. Đừng bày đừng trì đừng chi ai biết. Sắp màn tiêu diệt sắp kiệt sắp tàn. Xuống địa huyệt hang là điều quý báu. Đừng nên tâu cáo cửa miệng hàn vi. Được lệnh phải đi đừng ghi đừng bỏ để sau thấy rõ biến đổi hình tàng biến điện huyệt hang thành làng phật quốc những đồ bảo vật giấu cất bên trong sau lượn cù rồng đá kia hóa ngọc công trò cực nhọc sau hới thường ban xuống địa huyệt hang bảo tàng vật quý bây giờ thế kỷ đâu có gì đâu sau núi hóa lầu bảo châu chân ngọc giờ đừng gẹo chọc phải để cho yên xuống chút về liền núi thiêng linh lắm về nhà gội tắm tiếng sấm nổ ra cái đám ma tà đến đây giành giật. Thấy thôi nồng nực thế cực lắm phen, ta đã ngợi khen các ngươi lặn lội. Hồn được nhàn dối thân nọ dáng tu, đất Phật ngao du đất tiên ta ở. Bài này nhắc nhở bản sở biểu sơn, đức cậu không sờn tử bi hoàng pháp, vật kia ta gặp kết nạp liên đài. Cất giữ không lai đừng ai xem thấy. Tình mà nó quấy ô uế nó dòm, ngọc nọ ta ôm ta dòm ta vẫn. Phải lo tinh tấn mới hưởng sau này bảy núi chất đầy ngọc ngà châu báu. Cậu về cậu cáo với lịnh thượng hoàng, thấy gấp trần gian dã hàng dã núi. Nếu để trong buổi đời cuối tiêu điều, thấy lũ quỷ yêu chín chiều cao cả, thì thôi phải trả cái giá đau thương. Màu hãy dọn đường trò thương đức cậu, thì giờ ấn dấu nguyện thấu mấy tầng, đừng có vui mừng phập phừng trong giả. Đời này ôi hả tan dã còn chi. Năm nay lâm ly cho mày rơi rớt, Mèo kêu hao hớt chết hết chúng sanh. Đừng giật, đừng giành, đừng tranh, đừng cãi. Đừng ba, đừng bảy, đừng xảy, đừng sảng. Chết hết cả làng dịch ôn bất chướng. Thấy rồi bị vướng ôi máy thiên cơ. Buồn nói mà chơi ai thời thây kệ. Còn không bảo vệ chết sớm không màng. Chết hết cả làng, chết ngang, chết ngửa. Chết thôi đứng giữa ai chữa được mình. Đừng có cầu xin đừng trình đừng bẩm. Chân kia đã dẫm mồ tổ mà cha phản chúa kia ca phản cha gấp bội. Động nơi chiều nội thượng phụ ra tay, cậu cho môn bài rồi thôi xem hiểu. Dáng đi hoan hỉ tha thứ cho bần, cậu nói dần lân nói hoài không nghỉ. Nói trong thế kỷ phải chịu điên cuồng, Phật Pháp khai tuồng điên cuồng hết giáo. Giờ này ta bảo bá tánh phải nghe. Xuân đến tới hè ra tre mà ở. Giờ này gặp gỡ nói chút nghỉ ngơi, nói trong cơ trời nói rời cơ đạo, nói cho người thảo lại với người hiền nói phật nói tiên nói hiền như nước không lui một bước không khớt không tử nói đức huệ dư nói tu nói kẻ nói cho mát mẻ nói vẻ nói thêu nói mời nói chiều nói tiêu hết giáo ta về ta cáo với phật từ bi một phút không ly vậy thì tha thứ ma ha không tưới đức hạnh không chồng mất giống mất dòng long đong lận đận mèo kia lập trận ôi hỡi đánh nhau máu nọ ba đảo tây phương đục cả thấy thôi tan dã nó đã sum xê tranh pháp tranh tài đem ra dự thí thì là ôi hỡi đau khổ khắp trời ta nói người ơi chờ trông coi thử tới ngày thi cử phải đến sân trình lấy trí mà nhìn lấy tinh mà sống đừng nên mơ mộng nghinh trống làm chi đời sắp gian nguy thời kỳ sắp cụt đồ kia không vụt nhà cửa nhớt lờm đừng có ngó dòm lo ôm vật chất rồi ta cũng mất bay phất mùi hôi. Cậu nói tới rồi đừng lôi đừng cuốn. Đừng còn ham muốn nhà nọ cửa kia, phải dáng làm bia khóa chia hiệp lại. Thì không nguy hại bớ bớ đạo đồng, phước thiện ta trồng trong trong ta có. Vàng muôn của bó như gió phải trôi, sự đến đây rồi ôi thôi vô hạn. Đêm này kết bạn với bậc lương hiền. Cậu chẳng phải tiên cùng là phải Phật. Cậu là siêu bậc ở chốn trần miền, ở chốn ngôi tiên cậu lâm xuống thế bây giờ diệu kế để cấm ma tà tới khắp không xa tiêu nhà tiêu cửa địa cầu nghiêng ngửa năm mẹo bảy khai cuối mẹo rồi hay bớ trò cố vấn dáng đi tinh tấn sẽ hiểu chớ gì tháng chín ly bì mười kia hớn hở máu kia nhắc nhở trôi nổi ngoài sông thế giới long đong chị ông đâu biết ngày nay nước kiệt có rõ hay chưa còn nói thất thưa còn bừa còn bãi còn xa còn thải còn cãi lời thầy không thức canh chầy để ta hiểu biết mà này tiêu diệt phải chịu xảy sàng đổi lớp đổi màn ôi thôi rông dài là con số 7 có lẽ rằng cậu kêu bao nhiêu chục năm cũng dạng người con số 7 có nghĩa là 10 phần chết bảy còn ba, không còn sống nhiều nữa đâu cho nên hôm nay gần phủi tay rồi tất cả đều phải dẹp dọn hành trang còn có mấy phút giây nữa chúng ta sẽ trở về an lạc đó trích băng huyệt điện gần khai tử do đức cậu bần sĩ vô danh ứng khẩu thuyết năm 1998 lời bình, câu sấm. Địa cầu nghiêng ngửa năm mẹo bảy khai. Cuối mẹo rồi hay bớ trò cố vấn. Dáng đi tinh tấn sẽ hiểu chứ gì. Tháng 9 ly bỉ 10 kia hớn hở. Máu kia nhắc nhở trôi nổi ngoài sông. Thế giới long đong chị ông đâu biết. Ngày nay nước kiệt có rõ hay chưa? Còn nói thất thưa còn bừa còn bãi. Còn xa còn thải còn cãi lời thầy. Không thức canh chảy để ta hiểu biết. Mà này tiêu diệt phải chịu xảy sàng đổi lớp đổi màn ôi thôi rông dài. Là con số 7, cụm từ cuối mẹo, tháng 9, 10 kia ám chỉ tháng 9 âm lịch và tháng 10 âm lịch cuối năm mèo quý mão 2023, chiến tranh Israel, Gaza vô cùng khốc liệt đưa nhân loại đến thế chiến ba tận thế. Những câu sấm cuối, mà này tiêu diệt phải chịu xảy sàng, đổi lớp đổi màn ôi thôi rông dài. Là con số 7 cụm từ màn này tiêu diệt và là con số 7 ám chỉ từ năm mèo quý mão 2023 trở đi, thế chiến 3 tận thế, qua cơ tiêu diệt xảy sang lọc lực nhân loại chết nhiều, tỷ số chết 7 còn 3. Sydney, ngày 25 tháng 11 năm 2023, kỳ vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.